Qua buổi làm việc, đồng chí trưởng ban nội chính thành ủy, trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy quận Đồ Sơn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị địa phương cần bám sát nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, chương trình hành động của Ban thường vụ thành ủy, có kế hoạch cụ thể chi tiết cho đơn vị địa phương mình, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng chính quyền, nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời xử lý tốt những vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục bổ sung hoàn thiện báo cáo, nhất là kiến nghị đề xuất trong cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.